Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0986 28901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa xích, em tay dài mini, và em này thì nóng đứng nha. Nó rất là nhạy nổ, dễ sử dụng, dễ xài. Em này đến từ thương hiệu Komatsu Zenmax G3401EZ nha mọi người. Đó, 34cc ha, dành cho anh em sử dụng cắt gia đình làm nhà vườn. Đó, rất là nhỏ nhẹ nhá. Một em máy nóng đứng nhưng trọng lượng khoảng 4,4 đến 4,5 kg nha mọi người. Đó, rất là vừa tầm. Anh em có thể leo trèo cắt hạ tỉa cành, hạ gốc ở dưới như dưới rất ok ha. Đó, anh em sử dụng gia đình khỏi suy nghĩ luôn nhá. Có đầy đủ các chức năng như trợ lực lớn này, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động này. Đó, không có thiếu một chức năng gì nhá. À, thắng xích vẫn còn hoạt động đầy đủ luôn. Đó, anh em yên tâm sử dụng ha. Hệ đời cao thì không phải suy nghĩ rồi. Và đặc biệt là hàng Komatsu anh em xài đã sử dụng qua đã biết cực kỳ là lì đòn. Đó, xài rất là ngon ha. Rồi, em này được sử dụng lam tổng độ dài 40cm, lam là lam tỏa nhiệt nha. Này. Đó, lam tỏa nhiệt, xích được sử dụng xích chuột, mặt cắt còn 35cm mọi người. Đó, ốp lam cái này được sử dụng ốp lam một ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13, tăng xích trực tiếp tại ốp lam. Đó, các tem thương hiệu Komatsu Zenmax còn nguyên nha mọi người. Khá là sáng nhá. Đó, núm bơm đây. Cái chốt e đây. Đấy, bên phía hộp giật thì bên cạnh hộp giật được thiết kế cho mình hai bình nắp chứa nguyên liệu. Nắp bên trên màu đen này là xăng pha chung với nhớt. Nắp ở dưới màu nâu này là nhớt thải để bôi trơn lam xích mọi người. Bộ giật được thiết kế cho mình bộ giật trợ lực nên là anh em chỉ việc kéo nhẹ là nổ thôi. Đó. Mã số là G3401EZ Zenmax Made in Japan, hàng chuẩn Nhật Bản mọi người. Giờ sẽ mở phần bộ phận bên trong cho mọi người xem ha. Ui, phần này hơi nặng. Đây. Bên trong được thiết kế cho mình bằng lọc lưới nhá. Được thiết kế hai mặt nhá. Đó, chống bụi tuyệt đối đi vào bình xăng con và đầu nòng. Chế được sử dụng chế Wormro. Tiết kiệm nguyên liệu tốt nhất bên về phần chế xăng của Nhật Bản ha. Đây, đầu nòng đây khá là đẹp nhé. Đó, rồi thì giờ sẽ ráp đầy đủ vào và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Giá của em này là 2.400.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha. Tắt đây nhé, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài. Có trợ lực lên chỉ cần kéo nhẹ là nổ. Ít nhẹ là nổ thôi. Không cần dùng lực nhiều. Chú nào có tuổi mình đi sử dụng những dòng như này cực kỳ nhạy nổ, dễ sử dụng ha. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em Komatsu Zenmax G3401 này liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 để đặt hàng. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo, anh em muốn xem chi tiết hình ảnh video mình nhắn tin qua Zalo nhé. Bên sẽ gửi hình ảnh cho mọi người xem ha. Rồi anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo nhé để nhận được những video mới nhất từ cửa hàng ha. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em này liên hệ qua em ha.